Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, khoa phẫu thuật tiêu hóa, gan mật tụy của bệnh viện đã tiếp nhận và phẫu thuật cho một trường hợp vỡ trực tràng do thụt cà phê thải độc, detox. Hiện nay trên cộng đồng mạng đang lan truyền một phương pháp thải độc detox được cho là có nhiều tác dụng như chống táo bón, trị bách bệnh. Đó là phương pháp thụt cà phê qua đường hậu môn nhằm mục tiêu làm sạch đại tràng. Các bằng chứng khoa học trong và ngoài nước chưa khẳng định tác dụng của phương pháp thải độc này. Tuy nhiên, gần đây đã ghi nhận nhiều biến chứng nguy hiểm do phương pháp này gây ra. Một trong số đó là vỡ trực tràng do thụt tháo không đúng cách. Bác sĩ Nguyễn Thành Khiêm, khoa phẫu thuật tiêu hóa, gan mật tụy cho biết, các bằng chứng khoa học trong và ngoài nước chưa khẳng định tác dụng của phương pháp thải độc này. Gần đây, các cơ sở y tế cũng ghi nhận nhiều biến chứng nguy hiểm như vỡ trực tràng do thụt tháo không đúng cách. Trên thực tế, việc bơm cà phê vào hậu môn sẽ làm trực tràng bị giảm kích thích, lâu dài làm mất phản xạ của bộ phận này, không thụt cà phê, không đại tiện được. Đồng thời, việc mất phản xạ cũng làm tăng nguy cơ vỡ trực tràng trong những lần thụt tháo sau. Việc làm sạch ruột sẽ gây nguy cơ mất nước, mất cân bằng điện giải, suy giảm chức năng ruột và phá vỡ hệ vi khuẩn đường ruột. Thêm rằng, thụt tháo đại tràng là một phương pháp điều trị cần được chỉ định bởi các bác sĩ chuyên khoa và được thực hiện tại các cơ sở y tế cấp phép. Ngoài ra, thay vì áp dụng các phương pháp không chính thống, mỗi người nên tự bảo vệ hệ tiêu hóa bằng cách uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây rau củ, đồng thời hạn chế bia rượu, thịt đỏ, đồ ăn nhiều dầu mỡ, thường xuyên vận động cũng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn mỗi ngày.